người dân thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đang sống thọ nhất cả nước. Oán hận người yêu, cô gái phóng hỏa nhà trọ 7 tầng khiến 6 người thương vong ở Hà Nội. Đập vỡ cửa kính ô tô, cụm đồ trong một đốt nhạc gây phẫn nộ. Rộ trào lưu ghép ảnh dự lễ cưới Hyun Bin, Son Ye-jin. Virus gây Covid-19 có thể tiếp tục tiến hóa nhưng bệnh sẽ nhẹ dần. Như Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc dành cho bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua có nhiều nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tác dụng như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu thông tin chưa được kiểm chứng khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Trước thực tế này, Bộ Y tế đã có đề nghị xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức này. Cụ thể, có biện pháp xử lý mạnh với các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Twitter, các nền tảng quảng cáo trên Google Ads như YouTube, Kokop, Chrome và yêu cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật của Việt Nam về quảng cáo. Rà soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang website, tên miền hoạt động nhằm đảm bảo khi phát hiện sai phạm về quảng cáo, cần kịp thời tạm đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. Bộ Công Thương tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có biện pháp giám sát các hoạt động đa cấp, đặc biệt là các buổi hội thảo phát triển thành viên của các công ty để tránh việc quảng cáo truyền miệng sai sự thật. Có biện pháp chế tài xử lý mạnh các sàn giao dịch thương mại điện tử. Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm xác nhận nghi phạm nữ châm lửa đốt xe máy tại tầng 1 khu nhà trọ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm gây ra vụ cháy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đã bị Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố bắt giữ vào lúc 0 giờ 30 phút sáng 1 tháng 4. Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3, đối tượng mặc quần áo chống nắng xuất hiện từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa. Sau khi đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh, nghi phạm cũng bỏ chạy khỏi hiện trường. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà cao tầng, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người dân. Đáng tiếc, có một nạn nhân tử vong do ngạt khói. Đối tượng sau đó được xác định là Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, huyện Vũ Bản, Nam Định. Tại cơ quan công an, Hải khai do bị gia đình bạn trai ngăn cấm chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh họ của bạn trai. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Những cơn mưa trái mùa trong vài ngày qua đã khiến cho tình trạng cá chết, rác thải lại xuất hiện trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Thêm vào đó, nhiều ghe xuyệt cá chạy rầm rộ trên dòng kênh giữa ban ngày khiến cho người dân bức xúc. Theo ghi nhận, tình trạng rác thải xuất hiện nhiều nhất ở đoạn đầu kênh phía quận 3 và quận Tân Bình, khi nước triều rút rác trôi thành dòng giữa kênh về phía hạ nguồn. Nhiều điểm dưới chân cầu còn có các bọc rác lớn bị tấp vào mắc lại. Một số đoạn kênh còn xuất hiện tình trạng cá chết rải rác. Tuy lượng cá chết không nhiều như các trận mưa đầu mùa những năm trước, nhưng cũng khiến dòng nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, tại kênh này còn xuất hiện nhiều nhóm người dùng ghe máy chạy dọc kênh để xuyệt điện bắt cá. Những người này canh tác các điểm thả cá phóng sinh của người dân để bắt cá ngay khi vừa được thả xuống. Theo một cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng rác thải cá chết thường xảy ra vào các cơn mưa đầu mùa mỗi năm. Hiện công ty đang hoạt động hết công suất mỗi ngày để xử lý rác, giúp dòng kênh sạch đẹp. Phát hiện ra chiếc điện thoại vô chủ nằm chỏng chơ dưới đất, cô gái đã có hành động bất ngờ. Cụ thể đó là hành động gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera trong nhà ăn của một công ty may mặc ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Thời điểm này đang trong giờ ăn trưa, rất nhiều nhân viên đi lại tụ tập ăn uống trong nhà ăn. Trong lúc đứng dậy bê khay cơm đi ra ngoài, một cô gái đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất mà không hề hay biết. Chiếc điện thoại rơi ngay bên cạnh một nữ đồng nghiệp khác đang ngồi ăn trưa. Khi phát hiện ra chiếc điện thoại vô chủ nằm trên mặt đất, người này nhanh chóng cúi xuống nhặt và cầm luôn.
Sau đó cô cất ghế và đứng dậy khỏi bàn ăn như bình thường. Tuy nhiên hành vi xấu xí này của người phụ nữ đã bị camera tóm gọn. Đáng nói, chủ nhân đoạn clip chia sẻ rằng sau khi bị mất và trích xuất camera, người này đã báo qua loa mong xin nhận lại nhưng không được. Công an phường Hội Nghĩa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương để truy sát đối tượng cướp giật vé số của người khuyết tật. Sau đây là chi tiết cụ thể vụ việc này. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, chị PTPD, 37 tuổi, ngụ phường Hội Nghĩa, đang bán vé số tại khu vực trên, thì một thanh niên đi xe máy màu đen, không rõ biển số, dừng xe mua vé số. Chị D đưa cọc vé số khoảng 200 tờ cho đối tượng này chọn mua. Nam thanh niên sau khi lấy 15 tờ đã đưa 200.000 đồng cho chị D, trả lại tiền thừa. Lợi dụng lúc chị D loay hoay lấy tiền trả lại, đối tượng đã giật cọc vé số rồi tăng ga bỏ chạy. Được biết, toàn bộ số vé số 200 tờ trị giá khoảng 2 triệu đồng đã bị kẻ gian cướp trắng. Chị D vì quá đau lòng mà bật khóc nức nở. Khi xảy ra sự việc không có người dân nào chứng kiến, chỉ đến khi chị D la lên thì mọi người mới biết và đến hỏi thăm tình hình. Sau đó chị D đã đến công an trình báo về vụ việc. Tiếp theo chương trình là đoạn clip dài 25 giây ghi lại màn ăn trộm đồ trên ô tô vô cùng tinh vi khiến cho dân mạng không khỏi bức xúc. Theo đó, một người đàn ông bịt mặt kín mít sau khi theo dõi xung quanh đã tiến lại chiếc xe ô tô đang đổ bên đường. Lúc này, người đàn ông đã sử dụng một vật gì đó ném vào cửa kính ô tô. Sau đó, chỉ cần đẩy nhẹ hai tay là tấm kính đã bị đứt. Người này nhanh chóng thò tay vào trong cụm chiếc túi của chủ xe. Thực hiện xong hành vi của mình, hắn vội vàng lên xe máy tẩu thoát. Thưa quý vị, theo báo cáo Chỉ số Phát triển Con người HDI do Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đạt tuổi thọ trung bình 76,5, cao nhất cả nước giai đoạn 2016-2020, kế đó là Bà Rịa Vũng Tàu 76,4. Trong top 5 địa phương có tuổi thọ trung bình người dân cao nhất còn có Đà Nẵng 76,1, Tiền Giang 75,9, xếp sau là thành phố Cần Thơ 76, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long cùng 75,6, Hậu Giang và Hà Nội cùng 75,5 tuổi. Các tỉnh có tuổi thọ trung bình của người dân ở mức thấp là Lai Châu 65,8, Kon Tum 66,8, Hà Giang, Điện Biên 67,8 và Quảng Trị 68,2. Trong 6 vùng, tuổi thọ trung bình của người dân vùng Đông Nam Bộ đạt mức cao nhất cả nước và Tây Nguyên có mức thấp nhất. Tuổi thọ trung bình của người dân các tỉnh giai đoạn 2016-2020 tăng dần qua các năm. Trong đó, 56 địa phương tuổi thọ trung bình năm 2020 cao hơn năm 2016. 3 tỉnh thành không thay đổi và 4 địa phương giảm. Tỉnh không thay đổi hoặc giảm chủ yếu do biến động mạnh về cơ cấu dân cư trên địa bàn, thể hiện rõ ở tỷ suất nhập cư, xuất cư cao trong giai đoạn này. Sau mức độ và tốc độ tăng HDI cả nước và các tỉnh lại thấp, trong đó các thành phố lớn, trung tâm công nghiệp, dịch vụ có dấu hiệu chững lại. Với mong muốn kể lại câu chuyện đời sống xưa cho con cháu, đời sống cần lao của bao lớp người nông dân, một người đàn ông ở Quảng Nam đã sưu tập hơn 2.000 vật dụng cổ nghề nông. Trong ngôi nhà rộng gần 100m², ông Trần Văn Phúc, 47 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trưng bày hàng ngàn nông cụ, đồ dùng sinh hoạt thời xưa. Năm 2007, ông Phúc bắt đầu theo đuổi thú sưu tầm hiện vật cũ. Đặc biệt, ông rất mê các loại cối xay, cối giả vì đó là ký ức của tuổi thơ. Vì thế, nghe ở đâu còn giữ được chiếc cối xay, cối giả là ông lại lập tức lên đường tìm mua. Bây giờ, ông đã có hàng trăm chiếc cối được đặt trong khuôn viên nhà. Ngoài ra, ông còn sở hữu hàng trăm chiếc dĩa cũ, chén bát, bi đông, thùng đạn, chum ché, nồi đồng, mâm đồng, an đông lúa, ách cày, máy may thủ công. Các loại vật dụng xưa được ông sắp xếp cẩn thận vào tủ gương, trên giá. Có loại dưa hữu sành, chum ché, ông bố trí xen kẽ với bonsai gược, tạo nên không gian lạ và đẹp mắt. Mười mấy năm lặn lội tìm kiếm, sưu tầm, bây giờ ông đã sở hữu hơn 2.000 hiện vật. Theo ông Phúc, sưu tầm đồ vật cũ là cách để ông kể lại câu chuyện, để nhắc nhở con cháu về một thời gian khó của bao lớp người nông dân. Siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye-jin trở thành tâm điểm của showbiz châu Á ngày hôm qua 31 tháng 3. Mọi thông tin về hôn lễ và những hình ảnh rò rỉ đều thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù không có tên trong danh sách khách mời, nhưng dàn sao Việt xuất hiện trong đám cưới một cách vô cùng đặc biệt. Hôn lễ Hyun Bin và Son Ye-jin được thắt chặt an ninh nghiêm ngặt, chỉ gia đình và người quen thân thiết tham dự, quy mô dưới 200 người. Địa điểm tổ chức tại khu ngoài trời Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc. Mọi thông tin về hôn lễ và những hình ảnh rò rỉ đều thu hút sự quan tâm của dư luận.
Có lẽ cũng vì vậy mà trào lưu ghép ảnh dự siêu đám cưới của cặp đôi Hyun Bin Son Ye Jin thu hút nhiều sao Việt và người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ rầm rộ đăng tải ảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin kèm theo lời chúc phúc cho cặp đôi. Chứ dừng lại ở đó, không ít sao Việt như Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Tú, Minh Triệu, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật hài hước chế ảnh có mặt trong ngày trọng đại của cặp sao phim Hạ cánh nơi anh khiến fan cười ngất. Quý vị thân mến, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố 3 kịch bản về diễn biến dịch COVID-19 trong năm 2022. Trong đó có kịch bản virus gây đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tiến hóa nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh sẽ giảm dần. Trong kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra nhất, WHO tin rằng virus gây COVID-19 sẽ tiếp tục tiến hóa về mặt lây nhiễm, gây ra các đợt bùng phát khi khả năng miễn dịch con người suy yếu. Tuy nhiên, dịch bệnh sẽ ít gây ra các vấn đề nghiêm trọng như số ca tử vong tăng vọt. Virus gây bệnh COVID-19 có thể giống như virus cúm mùa xuất hiện vào khoảng thời gian cố định trong năm như mùa lạnh. Trong kịch bản này, các nước có thể cần phải tiêm thêm các liều tăng cường cho nhóm có nguy cơ cao để hạn chế tử vong. Viễn cảnh lạc quan nhất là các biến thể virus trong tương lai sẽ yếu hơn và con người được bảo vệ lâu dài mà không cần tiêm thêm các mũi tăng cường hay thay đổi công thức vaccine hiện tại. Trong trường hợp xấu nhất, virus biến đổi thành một mối đe dọa chết người mới, có khả năng lây lan và nguy hiểm hơn. Với trường hợp này, vaccine sẽ kém hiệu quả hơn và khả năng giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong sẽ suy yếu nhanh chóng. Điều này đòi hỏi những thay đổi đáng kể đối với vaccine hiện tại và chiến dịch tiêm nhắc lại cho các nhóm dễ bị tổn thương. Thưa quý vị, đây là con ốc nón. Ốc nón có vỏ trang trí đẹp mắt, là một trong những loài động vật đẹp nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất trong đại dương. Ốc nón sở hữu nọc độc chết người và là nỗi sợ khiếp đảm của nhiều loài sinh vật cũng như con người nếu chẳng may đụng phải. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm cách tận dụng thành công chất độc của ốc nón để chế tạo thuốc giảm đau. Các nhà khoa học từ Đại học Glasgow và chuyên gia trí tuệ nhân tạo từ Đại học Southampton cho biết, nếu có thể chiết xuất chất độc của ốc nón, thì phát triển ra được loại thuốc giảm đau mới hiệu quả hơn, ít gây nghiện hơn các lựa chọn hiện tại. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu sẽ điều tra xem cấu trúc của petit conotoxin như thế nào ở cấp độ phân tử, sau đó dựa trên kiến thức đó để tổng hợp các petit mới có triển vọng tương tác với một loại thụ thể nicotinic acetylcholine (NACHRS) trong hệ thần kinh con người. Cuối cùng, nhóm sẽ chạy mô phỏng để xác định mức độ hiệu quả của các petit trong việc liên kết với các thụ thể cơ. Khả năng tương tác với các thụ thể nicotinic acetylcholine sẽ dẫn đến dạng thuốc giãn cơ mới dùng để gây mê hoặc thuốc giảm đau hiệu quả nhưng không gây nghiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.